thống của Việt Nam. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Hát Then Đường Về Bản, đặt lời nghệ sĩ ưu tú Xuân Ái, biểu diễn Top Then Nhà Hát Ca Múa Nhạc Dân Gian Việt Bắc. Next, we would like you to enjoy the Then singing Way to the Village, performed by the Việt Bắc Folk Music Singing and Dancing Theatre. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.